Elon Musk sẽ sản xuất điện thoại đối đầu với iPhone, Dodge tăng nóng 15%. Đúng là vừa nhiều tiền vừa thù dai là những nhận định không hề sai dành cho ông chủ mới của Twitter, Elon Musk. Sau rất nhiều ngày cãi qua cãi lại với kẻ thù nghìn tỷ Tim Cook, CEO của Apple, thì mới đây khi trả lời về vấn đề liệu Musk sẽ làm gì khi Apple và Google chặn mạng xã hội này trên chợ ứng dụng của họ, thì vị tỷ phú này đã trả lời một câu rất tỉnh và đẹp trai, rằng tôi sẽ sản xuất điện thoại để đối đầu với iPhone. Có khi là Di Đắc Kỳ cũng phải thốt lên. Vậy thì nhiều tiền để làm gì? Chả hiểu nhiều tiền để làm gì? Sau phát ngôn cực chất này của Tom Server, nhờ có tuyên bố chất như nước cất này mà Dodge, đồng tiền vốn được mệnh danh là con cưng của Elon Musk, đã có pha nhảy nhót. Cụ thể, theo CoinMarketCap, chỉ trong 24 giờ qua, Dogecoin đã tăng gần 15% giá trị, giao dịch ở mức 0,093 USD một đồng. Biết đâu là trong thời gian tới, biểu tượng táo khuyết sẽ không còn thống trị thị trường smartphone, mà thay vào đó là biểu tượng của chú chó Shiba thì sao?